để đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp phù hợp trong công tác dạy học kỹ năng sống cho học sinh trong các nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, công tác quản lý chỉ đạo của cán bộ quản lý. Sáng ngày 26 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thị đoàn Đông Triều, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều, Công ty Mắc Việt phối hợp tổ chức hội thảo tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các nhà trường, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Về dự và tham gia hội thảo có nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, đồng chí Bùi Triều Dương, bí thư thị đoàn Đông Triều, đồng chí Nguyễn Văn Tài, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều, các đồng chí hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, các đồng chí tổng phụ trách ban đại diện cha mẹ học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở. Tại hội thảo các đại biểu cùng nghe báo cáo thực hiện triển khai giáo dục kỹ năng sống trong các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua giảng dạy các bộ môn văn hóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở kết quả việc phối hợp với công ty cổ phần giáo dục mắc việt tổ chức dạy học kỹ năng sống ngoài giờ chính khóa cho học sinh phát biểu kết luận hội thảo nhà giáo nhân dân lưu xuân giới trưởng phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp để cùng chăm lo hoạt động của nhà trường cũng như việc học tập rèn luyện của học sinh tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội tạo môi trường thuận lợi để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị đặc thù của từng cấp học xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và hoạt động giáo dục xuyên suốt trong năm học